Thì bộ phận lạc này giống vậy thôi.
Nhưng mà đôi khi thì cải tiến là tốt hơn cái này, tốt hơn cái một chút, giải pháp đôi khi tốt hơn cái này. Thế chúng ta bấm thì thấy có 10 giây một bấm ha. Và hai lần một cũng là 20 giây đâu thôi. Nhưng chuyện này họ dở hơn cái chỗ là khuyết tật ai lo, phải không? Thì đối với Liên chúng ta thấy là cái này là phải tốn người để đặt rồi. Thì đây là chỉ chữ U nên buộc phải là có cái ống lăng phải quay, chứ còn truyền kia là truyền đẩy. Chúng ta thấy tham khảo của một lần thì sắp tới sẽ là lần cái gì. Rồi xin mời có câu hỏi nào cho ông Thi. Nói chung là hôm nay cũng còn năm mới, em có gì hơn chúc các anh chị ở đây sức khỏe dồi dào, mọi việc vạn sự như ý. Khi mà lắc lên đầu á, thì thật sự ra là cái giảm người công nhân rất là nhiều. Tức là chỉ có cần một người đứng ở đầu và người đứng cuối thôi. Thì chắc ở đầu á, thì khi mà mình bị bán hết rồi á, thì nó tự nó lãi thì cũng không cần người đó luôn. Chỉ có cần người ra phía sau thôi. Tức là nó ra hàng. Còn lúc cần người nhất là mình đưa cái lô bán của mình nó ngay chỗ cái bàn mình ngăn hạ để nó tự động nó đẩy vô là nó liên tục đẩy hết khối đó.